vâng mà nó chỉ tổn thương ở lớp thượng bì thôi. Thì mình tiên lượng sao? Lành nó có để lại sẹo không? Không, đúng đó, đó. Tức là giữa cái lớp thượng bì này với cái lớp bì này nó có một cái màng gọi là màng đáy, là lớp là, là trên đó có tế bào đáy, tế bào mầm. Đó. Khi mà tổn thương cái màng đáy này á thì khi quá trình lành nó có nguy cơ để lại sẹo, còn những cái tổn thương mà trên màng đáy thì nó không có sẹo. Đúng không? ví dụ mình té xe hay là mình mình chạy xước mà nó chảy máu ra thì lành nguy cơ để lại sẹo nhưng mình trợt thấy nó rớm rớm dịch thôi tức là mình thấy cái lớp thượng bì á nó không có mạch máu nó chỉ có dịch nó hiện tượng là các cái nó nuôi dưỡng bằng cái hiện tượng thẩm thấu mình thấy cái cuộn mau mạch ở dưới cái nhũ bì á nó nó cung cấp các cái làm cho huyết tương huyết thanh rồi nó thoát lên trên và nó mang theo các dưỡng chất để nó nuôi dưỡng bằng hiện tượng thẩm thấu thôi chứ không có mạch máu nuôi ở trên thì đó là cái lớp lớp là, lớp là cái màng đáy là ngăn cách giữa cái cái lớp bì và cái lớp cái lớp thì, là, là cái lớp này gọi là lớp lớp bì hay gọi là trung bì đặc mít còn trên là ep đặc mít lớp bì này thì mình thấy nó có cấu trúc làm gì chính là gì là cái mô liên kết mô liên kết mô liên kết thì nó chủ yếu làm gì Có tế bào sợi nguyên bào sợi và nó sản xuất ra gì collagen đúng rồi, ngoài ra collagen thì có những cái sợi khác, elastin rồi sợi chun, sợi đàn hồi vân vân, nhưng mà chính là cái lớp collagen. Đúng không? Lớp collagen thì làm cho da mình nào? Căng rồi đẹp đẹp ra đúng không? Bắt đầu từ khoảng uh, 25 tuổi trở đi thì bắt đầu quá trình uh, collagen bắt đầu nó sẽ thoái hóa dần đi thì da mình nó đào sao? Mỏng đi. Già đi thì cái lớp collagen nó sao? nó thối quá dần quá trình tổng hợp nó ít đi thì nó làm cho da gì bắt đầu nhăn nheo chảy xệ nếp nhăn đúng chưa? đó là cái lớp collagen mình thấy bây giờ hiện giờ người ta xu hướng đó. mấy bạn thấy người ta bổ sung collagen hả? À? đường uống rồi đường bôi rồi đường tiêm chích lớp mình có bạn nào uống collagen không? đó ha đó thì lớp này là cái nó nó chủ yếu là cái, cái mô đệm ha gồm có cái sợi đàn hồi rồi collagen là để cho da nó gì săn chắc đó rồi nó làm cho da nó đàn hồi và coi như là cái lớp mà để bảo vệ da ha bảo vệ da dưới tác động của những yếu tố cơ học trong cái phần trung bì này á hay là cái phần bì này thì mình thấy có rất là nhiều cái gì cơ thể mình này bình thường á có những vấn đề gì mạch máu để nuôi dưỡng đúng không thì chút nữa mình sẽ nói mạch máu thì những có mau động mạch rồi mau tĩnh mạch rồi có hệ bạch bạch huyết đúng không đó nó có đầy đủ các thành phần à, ngoài ra trong cái lớp bì này thì nó còn có cái gì nữa những cái hệ thống người ta gọi là phần phụ của da đúng không da mình thì có ở đâu chỗ nào cũng có gì lông và tóc đó, nó có những năng lông tóc à, chút nữa mình sẽ nói ha lông tóc rồi có gì nữa tuyến mồ hôi ha. Biết không? Ví dụ sáng giờ này trời mưa mình đi á, Thì mình có ra mồ hôi không? Có không? Có hả? Ít đúng không? Trời lạnh thì mình ít mồ hôi Còn nếu mà buổi sáng này trưa chiều mình đi học Buổi chiều vô lớp bạn nào cũng mồ hôi mồ kê quá trời đúng không? Tuyến mồ hôi để làm gì? Ừ. Đó, thì nó mang tính chất là điều chỉnh cái nội môi, điều hòa nhiệt độ của cơ thể và nó được nó tiếc nhờ hiện tượng gì mình có muốn tiết mồ hôi nhiều được không ha tiếc mồ hôi ít được không không nó do do gì do hệ thần kinh thực vật ha ví dụ như mình thấy ví dụ trong bệnh phong chẳng hạn ha bệnh phong chẳng hạn thường đó là nếu mà mình thấy cái 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 trực khuẩn mà mycobacterium leprae á nó gây tổn Ủa? nó gây tổn thương cái thần kinh ngoại biên gây, gây thần kinh thực vật thành thử da bệnh nhân rất là khô mùa nó giảm tiết mùa hôi thì lấy ví dụ gì đó nha ha à, hay là một số bạn mà rối loạn thần kinh thực vật thì thường đó, rất nhất là, là là khó chịu gì một số bạn là hay ra mùa hôi tay này rất là khó chịu mùa hôi nách mùa hôi tay rồi mùa hôi trong cơ thể là do rối loạn thần kinh thực vật chẳng hạn đó là những cái cái tuyến mùa hôi đó tuyến mùa hôi thì chức năng của nó là gì ngoài ra trong cái phần này á cái phần này nó còn có tiếng bã nhờn nữa vân vân nói chung là có chút nữa mình đi vô từng cái mình nói cụ thể hơn và cuối cùng là cái phần dưới dưới da là cái phần hạ bì. Phần hạ bì thì chủ yếu là các cái tế bào mỡ. Ha, tế bào mỡ là chính. Ha, tế bào mỡ là cái nguồn thứ nhất là nó có giống cái nguồn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Rồi tế bào mỡ là nó giống như là cái chất chất cái cái, cái chất đệm vậy đó, bảo vệ cơ thể dưới tác động của những yếu tố tác động của cơ học. Rồi, bây giờ mình đi vào cái cụ thể cái lớp thượng bì ha, cái lớp thượng bì lớp thượng bì thì là cái lớp này đó cái lớp thượng bì này mình thấy là nó có rất là nhiều cái lớp tế bào đúng không cái lớp mà sát ở dưới này á mình thấy trên hình mình đó. cái lớp mà dưới cùng á cái cái này mình chỉ đây cái lớp này nè cái lớp này á là cái lớp tế bào đáy hay là cái lớp tế bào mầm người ta tế bào mầm ha đó và cái tế bào này á là từ cái tế bào này bắt đầu nó dán phân và nó biệt quá nó cho lên các lớp trên cùng mấy bạn hiểu không đó thời gian trung bình là khoảng 3 tuần đi thì cái lớp tế bào này nó biệt quá và nó dán phân nó lên tới lớp cuối cùng là lớp trên là lớp tế bào gì tế bào sừng và tế bào sừng nó sẽ bong ra đúng không bong ra ví dụ mình tắm mình kỳ cọ rồi nó bong ra đúng không vậy thì cái chu kỳ á, mà từ cái lớp tế bào này lên trên này ba tuần thì nó nó bị quá ra những cái tế bào gì đầu tiên trên này là có trên này mình có tế bào lớp gai lớp tế bào gai tại sao mình gọi cái lớp này là lớp tế bào gai tế bào gai cái lớp tế bào gai sở dĩ mình gọi là cái lớp tế bào gai á thì giữa có cái tế bào này nó liên kết với nhau Bằng gì bằng cái tức là cái 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 màng bào tương của tế bào á nó sẽ đưa ra những cái 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 cái, cái nhánh cái tua và những cái màng bào tương này với cái màng tế bào bên cạnh cái màng bào tương nó bắt đầu nó nó đang ngón với nhau nó tạo thành cái cầu nối liên bào thành thử nếu mà mình dưới cái nhìn dưới kính hiển vi điện tử xung quanh cái tế bào nó không phải nó tròn trị nó đẹp mà là nó là giống như cái 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 cái, cái gai thực chất cái gai đó là cái cầu nối gian bào các bạn hiểu không đó mình bảo cầu nối gian bào đó để nó liên kết cái tế bào với nhau thì với tế bào đáy này á, thì nó chỉ có một lớp tế bào nằm ở trên cái màng đáy các bạn hiểu không còn lớp tế bào gai này thì nó khoảng từ 5 đến 10 lớp tế bào 10 lớp tế bào đó thì nếu mà mà về nhìn về cái vấn đề về về mô học á thì mình nhìn cái tế bào đáy á, là tế bào hình trụ nhân tròn ha đó và nó đó và tế bào nó đều nhau và lên trên cái tế bào gai thì cái tế bào nó hình thường nó còn hình đa giác rồi ha đó nhân thì cũng uh, tròn nhưng mà nhân bắt đầu nó sẽ nhỏ lại và nó năm đến 10 lớp tế bào đó. nếu mà trường hợp á, những cái, cái 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 cầu nối gian bào này nó bị tổn thương thì như thế nào thì giống như là cái cái bức tường á, mà mình xây gạch đó mình không có 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 vữa có hồ thì nó sao nó sẽ sập đổ đi đúng không ừ. thì bài bữa nữa đó mấy em đi học trong cái bài của mình á, nó có gọi là bệnh da bembigus bệnh da bọng nước tức là cơ thể mình có những cái kháng thể nó kháng lại các cái cầu nối liên bào này và làm cho cái tế bào nó không còn và nó xuất hiện cái bọng nước này nó ừ. là bệnh da bóng nước từ miệng cái bệnh baby đó 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 ha Bambigot. là cái cái đây là cái lớp tế bào gai rồi về mình thấy ở cái lớp tế bào đáy này á đây lớp tế bào đáy này thì ngoài cái có tế bào đáy ra thì nó có tế bào gì? mấy bạn thấy tế bào này không? À đúng rồi da mình tại sao có người da trắng có người da đen? nó có cái hắc tố bào melanocyte ha, à, hắc tố bào và cái melanocyte để nằm xen kẽ giữa các cái tế bào đáy nó nằm cũng trên màng đáy luôn nhưng mà hình dạng của nó mình thấy gì? nó không có thể là hình tròn hình mà nó là cái hình nó có tua có nhánh tức là nó có những cái tua nó sẽ cái tình màng bào tương nó sẽ lan lõi lên các lớp tế bào thượng bì ở trên cái chức năng của cái tế bào melanocyte để làm gì à nó sản xuất ra melanin à và nó tạo ra cái màu sắc cơ thể con người đúng không cái melanin này nó tốt hay là nó xấu hả tốt hả đúng rồi có người cũng nói là xấu đúng không Tự nhiên có da mặt đẹp đẽ rồi bị hai cái đốm nám ở trên má. Đó. Thì mình nói về cái chức năng á, melanin thì cơ thể nó sản xuất ra để làm gì? Nó bảo vệ cơ thể dưới tác động của cái cái da mình dưới tác động của tia cực tím, đúng không? Nếu không thì nó cái melanin thì da mình nó sẽ bị tổn thương. Ví dụ như tổn thương da do tia cực tím, bỏng nắng rồi xuất hiện các cái đồi mồi, dày sừng do ánh sáng rồi những cái ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai, đúng không? Nhưng mà melanin này mà nó sản xuất ra quá nhiều, à, vì lý do bệnh lý thì nó sẽ gây ra tình trạng là sạm nám, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đúng không? hình thử sau này ví dụ trong những cái trường hợp á, mà điều trị nám da đó, mấy bạn hiểu không? Nám má đó thì thường đó là trong những cái thuốc á, để điều trị là người ta sẽ tác động lên cái, cái cái tế bào melanocyte này để cho nó giảm sản xuất đi đúng không như vậy tăng sắc tố da thì nó sẽ có hai cái dạng Một là cái số lượng cái tế bào melanocyte nó vẫn không thay đổi Tuy nhiên gì? Quá trình sản xuất nó nhiều hơn Mình lấy ví dụ như nám da này Hay là bị mấy cái BHI ví dụ như là tăng sắc tố sau viêm Ví dụ sẹo thâm do mụn đúng không? Hay là mình bị chấn thương hay là bị viêm do mũi côn trùng nó đốt nó sưng đỏ lên sao để lại cái sẹo thâm đúng không thì cái đó thâm nó là do tăng gì tăng cái sản xuất melanocyte melanin hay là tăng tế bào tăng sản xuất đúng không tăng sản xuất đó. rồi còn những cái gì tăng tế bào ví dụ như mình có những cái đốm tàn nhang thuốc rùi rồi những người bị cái bớt sắc tố phải không mấy bạn thấy cái bớt không thì cái đó là tăng sản xuất gì tăng tế bào hay là tăng tăng sản xuất tăng tế bào đúng không thì mình phải phân biệt để mình điều trị à, ví dụ như trong bệnh lý bị sạm nám thì mình đâu có dùng cái thuốc hay là, là mình đâu có sử dụng những cái 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 mình đâu có phá hủy tế bào nó mà mình làm cho nó giảm sản xuất thôi còn trong những cái bệnh lý ví dụ như là có cái nơ có bớt sắc tố đúng không hoặc hay là trong những cái bệnh lý tàn nhang nốt rồi thì mình dùng cái hủy cái tế bào melanocyte đi bằng ví dụ như đốt laser hay là Thủ thuật hay là vân 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 cái đó mình sẽ học sao mình nói sao đó thì mình biết là cái chức năng của cái melan melanocyte này đó rồi nằm ở trong cái này á trong các cái tế bào này á, thì nó có những cái tế bào Metken nè, rồi trong này nó có những cái đại thực bào trong này nữa, xen kẽ giữa các tế bào. Đại thực bào để làm gì? Ví dụ như da mình đó, cơ thể mình nó là giống như là cái hàng rào bảo vệ đúng không? ví dụ như có con vi khuẩn vi rũ rút gì đó mà xâm nhập vô á là cái con đạo thực bào gì nó tóm lấy và nó trình diện cho cái lympho bào t à lympho ở à, đây là có kẻ thù xâm nhập vào cơ thể mình và lympho t nhận biết và nó gây ra bắt đầu nó kích hoạt bổ thể rồi kích hoạt kích hoạt cái hệ thống miễn dịch để làm gì chống lại cái yếu tố xâm nhập dị nguyên xâm nhập từ bên ngoài đó rồi có những cái tế bào McKen là có vai trò cảm giác đó. thì đây là cái lớp tế bào trong này nó tóm lại thì trong cái lớp tế bào cái lớp tế bào này thì gồm có cái lớp tế bào đáy thì là cái tế bào mầm biệt hóa và dẫn cho lên các lớp tế bào trên và trên cái lớp trên màng đại tế bào đáy thì nó có tế bào melanocyte chức năng sản xuất ra melanin rồi trong cái lớp tế bào thượng bì nó còn sang kẽ một số cái tế bào chức năng khác trong đó là có cái cái đại thực bào Marofa là có chức năng là để mà có thể nó bắt nó tiêu diệt một số cái yếu tố dị nguyên cũng như là nó trình diện một số cái dị nguyên cho các cái tế bào lympho T để mà kích để mà kích hoạt cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể để mà chống lại cái tác nhân nhiễm trùng từ bên ngoài, đúng không? Thì cái da mình nó thì có lớp bảo vệ đầu tiên là lớp sừng, ha, nó bảo vệ nó không cho các cái vi khuẩn, virus tấn công vô, đúng không? rồi tế bào mình nó thay đổi mới hàng ngày nó cũng loại bỏ những cái dị nguyên những cái vật lạ để mà nó không có xâm nhập vào trong cơ thể đúng chưa ngoài ra thì nó rủi con rủi con nào nó mà nó da mình nó chui qua được cái lớp sừng nó vào trong cái lớp da thì bắt đầu cái hệ thống miễn dịch khác ha như là cái miễn dịch cái miễn dịch qua trung gian tế bào đó vân vân thì đó là cái cái chức năng của cái thì đây mình thấy giữa các cái tế bào này nó có những hồi nãy mình nói tế bào gai á mình thấy cái cái màu xanh 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 này đó là cái cầu nối ha đây là cái cầu nối cầu nối giữa các tế bào gai và trên cái lớp tế bào gai là tế bào gì tế bào hạ đúng rồi thì mình lần lần lên trên cùng đó là tế bào sừng đúng không đúng không tế bào sừng nó còn gì nó còn nhăn không tế bào nó thối quá hết rồi nó khô hết rồi nó chỉ còn lại những cái cái chất sừng rồi còn có các cái lưu hình rồi có cái chất sừng thôi và nó bong tróc đi như vậy thì càng lên trên thì từ cái lớp tế bào đáy mà lên trên cái lớp sừng thì tế bào gì về mặt là nó sẽ dán phân và nó bị thói quá dần đúng không nhân nó bắt đầu mình thấy bắt đầu cái tế bào hạt này á trong cái lớp tế bào tế bào hạt này á thì trong đó sở dĩ mình gọi là lớp tế bào hạt bởi vì mình thấy cái nhân á thì bắt đầu nó teo nhỏ lại rồi và trong đó có những cái hạt nhiễm sắc li ti li ti là biểu hiện của cái mảnh biểu hiện của những cái mảnh vỡ của nhân tế bào nhân tế bào nó bắt đầu nó thối quá ha nhân tế bào nó thối quá dần đó là lớp hạt và tiếp tục đó, là có lớp sáng nữa đó một số còn một có một số vùng nó không có lớp sáng là nhân nó tế bào nó sẽ trong đi nhân nó thối hóa gần như hoàn toàn và cuối cùng lên trên là lớp sừng lớp sừng chỉ là những cái vảy da thôi tế bào nó đã bị thối hóa hoàn toàn và nó bong tróc ra bên ngoài ha bong tróc ra bên ngoài thì đây là cấu trúc của cái lớp thượng bì ha lớp thượng bì đó ví dụ như những cái tổn thương ở lớp sừng hay như bệnh lý gì tăng sinh lớp sừng như là có những cái bệnh lý gì rối loạn về cái quá trình sừng quá ví dụ bệnh da vảy cá ha? da khô giống như vảy cá gì đó nha có thể bẩm sinh hoặc mắc phải đó hoặc những cái bệnh lý gì mà nó tăng sừng ở lớp sừng này mụn cốc à, bệnh lý nó tăng cái lớp sừng này ha đó, mụn cốc hay là có nhiễm HPV nói chung đó đó thì đây là những cái tổn thương ngoài da đây là cái quá trình mà biệt hóa dán săn dán phân hồi nãy mình giờ thầy đã nói rồi ha rồi giữa các cái tế bào sừng á đây là mình nói còn cách ngăn cách giữa cái lớp thượng bì ở trên với cái lớp bì ở dưới là có một cái màng gọi là màng đáy ha màng đáy đây là một cái màng nó trong suốt ha mà, mà mà đây là cái màng cái màng nó trong suốt nó đường kính của nó khoảng trên dưới 100 trăm nanomet mình thấy trong suốt đó và nó có uh, và cái cái màng này thì mình thấy nó cái 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 có cái, 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 cái tế bào đáy với lại có cái tế bào uh, thượng bì ở dưới cái cái, lớp, cái tế bào lớp bì ở dưới đó, thì nó gắn kết với cái màng đáy bởi các cái cầu nối ha, các cái 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 cầu nối này, các cầu nối này. Đây là những cái lớp cái lớp collagen ha, đó, đó. Và cái màng đáy này thì nó nó đường kính nó rất là nhỏ và nó chỉ cho ví dụ như là huyết tương ha, huyết thanh nó thoát lên trên để mà nó nuôi dưỡng cái lớp thượng bì ở trên. Cái màng đáy này thì nó đường kính của nó không đủ để cho hồng cầu lọt qua nhưng mà bạch cầu nó có thể qua được không? Bởi vì lý do là bạch cầu mình nó có tính nha, chức năng là nó biến dạng đúng không? Nó có thể chui qua cái cái màng đáy này đó. Thì một số cái bệnh lý của tế bào là cái màng đáy này mình lấy ví dụ như là cái bệnh lý bữa nãy mấy bạn học cái bài cái bài Benignoy á thì cái bệnh da bóng nước vì một cái bệnh lý một một cái cái, cái 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 nguyên nhân gì đó cơ thể nó tạo ra cái kháng thể nó cắt các cái cầu nối liên bào này cái cầu nối này ở dưới dưới cái 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 cái, cái, lá đặc này là cái, đây thì làm cho cái tình trạng da nó sẽ bọng nước lên và người ta gọi là bọng nước dưới dưới thượng bì đúng không đúng không cắt cái cầu nối của các cái màng đáy này thì nó đó, đó cái, cái 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 nối giữa các cái tế bào uh, cái tế bào của cái lớp bì ở dưới với lại cái liên kết với màng đáy đúng không thì vì lý do gì mà nó sẽ tổn thương nó cái cái này thì nó xuất hiện là nó gây ra bệnh bóng nước dưới thượng bì bệnh bermirot chẳng hạn đây là cái màng đáy cái màng đáy này á, là cái và nó là nó tế bào đáy nằm ở trên này và nó sản sinh ra lớp tế bào trên tạo nên cái lớp thượng bì mình đã nói và khi mà da bị tổn thương á mà ở tổn thương màng đáy này á thì nếu mà màng đáy cái diện tích nó lớn màng đáy này nó không phục hồi được á thì nó để lại lại sẹo đúng không sẹo 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 thì lúc đó cái cấu trúc da mình nó không còn những cái lớp tế bào mình nói mà nó thay thế bằng các cái mô sợi ha các cái sợi fibrinogen rồi các cái sợi nó sẽ trồng ngày lại lẫn lên nhau và nó, nó, nó tạo nên cái sẹo đó thì đây là cái màn đấy về cái lớp bì á về cái mà lớp bì dưới, ở dưới cái mặt đáy này là lớp bì lớp bì này mình thấy nó có những cái cấu trúc là mình nó 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 hình gợn sóng ha nó tạo thành có hơi cái hình gợn sóng và mình thấy cái phần mà nhô lên trên á cái này mình gọi là nhú bì cái phần mà lõm xuống dưới thì nếu mình đặt trong sách nó này là mình gọi là cái màu thượng bì ha nhú bì cái này là mào thượng bì và trong cái nhú bì này á mình thấy là nó có cái hệ thống mạch máu ha hệ thống mao động mạch mao tĩnh mạch thì mục đích mình đã nói rồi đó nó để nuôi dưỡng cái 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 lớp thượng bì ở trên đó cây, bình thường ví dụ một trong nếu mà bệnh lý nào trong một cái quá trình ví dụ như là tình trạng viêm nhiễm chẳng hạn thì mình thấy da mình nó đỏ lên đúng không đúng không sưng đỏ tại sao nó sưng đỏ tại sao nó đỏ nó đỏ là do cái cụ mau mạch này mạch máu bắt đầu nó, nó 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 máu này nó tới đây rất là nhiều tăng sinh rồi cái mạch máu nó, nó tới đây rất là nhiều rồi mình đè vô mình thì nó biết mình nó nó trắng ra không khi ví dụ như mình bị sưng rồi này đó mình đè vô nó trắng ra bởi vì mình khi mình đè vào đó, thì máu nó bắt đầu nó tản sâu xuống dưới này mình không thấy nữa từ tình, từ, tình trạng viêm viêm viêm, viêm. À, đó rồi mình cái phần à, nhắc lại cái phần chỗ cái 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 phần mà cái lớp cái lớp đáy này nữa cái lớp thượng bì này nó có một cái bệnh lý nữa về cái chu kỳ thì mà tăng trưởng của tế bào á, ví dụ bình thường là 3 tuần là từ cái tế bào đáy mà nó bị quá, nó gián phân lên lớp tế bào sừng thì lấy ví một lý một lý do gì đó à, ví dụ như khoảng tầm khoảng uh, cái chu kỳ gián phân nó rút ngắn lại còn 4-5 ngày thì điều gì nó sẽ xảy ra thì thứ nhất là mình thấy tế bào sừng nó nó sản xuất nhiều mình thấy nó có những cái vải da rất là nhiều đúng không rồi thứ hai tăng cái chu trì kỳ giảm phân thì bắt buộc cái gì nó phải cần những cái dưỡng chất rồi tới thì làm cho gì cái cụ mạch máu này nó tăng sinh rất là nhiều nó làm cho cái tình trạng viêm rồi nó phù nề lên trong cái bệnh lý mà mình vài bữa nữa mình học trong cái bài mình nó cũng liên quan đến cái mô cái cái giải phẫu học này là cái bệnh dễ nến các bạn biết bệnh vẩy nến không cái bệnh giải nến á, thì nó 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 nó, cái, cái cái sinh bệnh học nó cơ bản tức là cái chu cái chu chuyển của tế bào nó sẽ rút ngắn lại bình thường á, là nó chỉ 3 tuần là cái lớp tế bào mình nó thay đổi mới bây giờ nó rút ngắn lại còn 4 ngày thành thử cái tế bào sừng nó tăng sinh rất là nhiều thành thử nhìn vào da nó bẩy nó từng từng tảng từng tảng từng tảng giống như là mình lấy cái đồ cạo vô dây cái nến đằng cày vậy đó và cái phản ứng và khi mà cái phản ứng là phản ứng viêm nó sẽ phù nề và cái 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 vấn đề mà 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 gián phân nó nó tăng sinh cái cái nó rút ngắn lại thì vấn đề cho cái 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 chu chuyển của tế bào nó phải tăng lên rất là nhiều thành thử gấp 4 lần thành thử mình thấy cái cuộn mau mạch này nó 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 chi chít nó tạo thành nó nó có hồng ban đó trong cái bệnh lý vậy nến rồi dưới này thì ở dưới cái 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 mao mạch cuộn này thì đây hệ thống mạch máu chằng chịt ở dưới này là cái 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 mạng lưới này mình gọi là cái hệ thống mao mạch nông còn ở cái phía dưới này mình gọi là hệ thống cái mao mạch sâu và nó trên đây nó có hệ hệ thống mạch bạch huyết nó sẽ dẫn lưu dẫn lưu những cái 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 dịch trong gian bào trong cơ thể về về cái cái bạch huyết đó và trong cái lớp này thì mình thấy cái lớp này cái, trong cái, cái 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 thành phần cái chất nền của cái cái cái, cái lớp thợ bì này thì mình có rất là nhiều cái sợi collagen ha sợi elastin sợi đằng hồi sợi chun, nói chung là để làm cho da mình nó săn chắc mà đặc biệt nhất là cái loại sợi collagen cái vấn đề càng lớn tuổi thì cái lớp collagen này nó càng thói quá đi làm cho cái da bắt đầu nó biểu hiện tình trạng lão quá da ví dụ như da mỏng xuất hiện các cái nếp nhăn hay là chảy xệ đây là cái cấu trúc bì của cái 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 nhà nhân rồi ngoài ra trong cái hệ thống lớp bì này nó có cái hệ thống đầu tận của các cái thể thần kinh ha. ví dụ như thể thần kinh met Honor, rồi cái ba, à, rồi Bacini rồi vân vân những cái thể thần kinh mà nó cảm nhận cái cảm giác ví dụ như cái thể thần kinh cảm nhận xúc giác có cái thì cảm cảm giác đau có cái là cảm giác nhiệt đó mình thấy ví dụ như trong bệnh lý mà bệnh lý bệnh phong á thì cái trực khuẩn hăng sen thường á, là nó gây tổn thương các cái cái dây thần kinh ngoại biên mà cụ thể là tại, tại da thì nó tổn thương các cái, cái 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 thụ thể ví dụ như là thường á mình thấy là cái tổn thương do bệnh phong á, người ta nói là uh, tổn thương da kèm với mắt sắc cảm giác đúng không khi mình 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 mình, mình vào chạm vào trong đó hoặc hay là mình uh, tiếp xúc với nóng với lạnh người ta không còn cảm giác nữa là do nó tổn thương các cái tụ thể thần kinh ở cái lớp bì lớp bì rồi ngoài ra trong này á trong cái hệ thống thần kinh này thì mình có đây là có cái trong này mình có cái lớp có cái tiếng mồ hôi ha tiếng mồ hôi làm tại đó mình thấy đó nó nằm một cái cuộn nằm sâu ở trong cái lớp cái lớp bì sâu và có, có ống thẳng đứng và vào trong cái lớp thượng bì thì nó ngoằn ngoèo và nó đổ ra ngoài đó cái tiếng mồ hôi này là mục đích là nó mình đã biết rồi đó thì nó điều hòa được cái thân nhiệt cũng như là điều chỉnh cái nội môi ở trong cơ thể ở cơ thể rồi mình có hai cái loại tiếng tiếng mồ hôi nước và cái tiếng mồ hôi dầu ha tiếng mồ hôi dầu đó tiếng mồ hôi dầu thì thường những cái tiếng mồ hôi dầu thường ở những cái vùng cắt nếp như nách rồi đó một cái số vị trí cắt nếp còn ở rồi trong cái phần này mình thấy có cái phần năng long ha, năng long năng long nó cũng nằm sâu trong cái đây là cái mầm của của, của năng long và cái lông này nó sẽ mọc lên cái đó đặc biệt ở trong cái cái cuộn mà cái này gọi là cái hành lông và trong này nó cái hệ thống mạch máu để nó nuôi dưỡng đúng không lông tóc đó. Đó. và cái lông tóc này thì nó có chức năng để làm gì để bảo vệ cơ thể đúng không sưởi ấm của cơ thể đúng không đó nhưng mà ví dụ như giờ đối với mình con người mình tiến quá rồi cái cái lông đó cần để để bảo vệ cơ thể nữa đâu đúng không nhất là mấy chị em phụ nữ mà có lông rất là nhiều á thì nó sẽ sao ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì mấy bạn có nghe nói đi triệt lông chưa làm sao mà triệt cái lông này được mình, mình quát mình nhổ xong thì vài bữa nó mọc trở lại cái bào mầm nó vẫn còn đây đúng không đó thì hiện nay mình ví dụ như mình sử dụng các cái uh, cái cái công nghệ, nghệ là cái laser chẳng hạn thì khi mình tác động vào cái năng long này thì cái nhiệt độ này nó sẽ truyền xuống đây ngay xuống ngay của cái 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 hành long chỗ này các bạn thấy không có mạch máu nuôi dưỡng thì nó làm cho cái và cái tia laser nó sẽ xuống đây nó sẽ làm cho cái mạch máu này nó quang đông lại cái mau mạch ở cuộn năng long này nó 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 quang đông lại thành thử làm gì cái mạch máu là cái na lông nó bị cắt đứt cái nguồn nuôi dưỡng thành lần lần mình làm lần 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 cái mạch máu này nó mất đi và cái lông này nó sẽ rụng đi. Đó đó thì cái cơ chế mà triệt lông vậy đó, tức là một phần cái nhiệt lượng nó sẽ tác động vào cái mạch máu này theo cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng phân phân giải nhiệt chọn lọc. Tức là hiệu ứng phân giải nhiệt chọn lọc tức là sao? Tức là cái tia laser nó là nó sẽ tác động lên cái mạch máu chỗ đó thôi đó. Còn những cái vùng da khác nó không tổn thương chứ còn nếu mà mình mình chiếu tia laser vô chỗ nào nó cũng hấp thu nhiệt hết thì cái da mình nó tổn thương hết sao đó là cái điều thì cái đó sau này mình đi học thêm thì mình biết nhưng mình trong cái laser là nó có hiệu ứng phân giải nhiệt chọn lọc tức là cái tia là tùy thuộc vào cái cái mô đích là cái gì tùy thuộc vào cái bước sóng tùy thuộc vào năng lượng mà cái tia laser nó chỉ tác động nhiệt lên cái đích đó thôi còn những cái dùng da khác nó không gây ra cái hiệu ứng nhiệt mấy bạn hiểu không đó thành thử khi mình tác động lên thì chỉ có cái mỗi cái cụm mau mạch này nó tăng nhiệt độ lên đúng không nó tăng lên và đến làm cho mạch máu nó bị quang đông lại tức là nó bị vón lại và nó rụng đi chứ còn những cái vùng ga khác nó nó tăng nhiệt không đáng kể thì đây là cái à... rồi đặc biệt trên cái vùng năng long mình thấy có cái tuyến này là tuyến gì tuyến bã đúng không tuyến bã Tuyến bã thì nó có chức năng làm cho da mình như thế nào Để được ẩm ướt đúng không Là cái phim ở ngoài để bảo vệ tác da Để đỡ ta khỏi tác động của những cái yếu tố môi trường bên ngoài ha? Tuy nhiên mà cái tuyến bã này mà nó nó nó, nó nó, 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 tăng tiết nhiều Thì nó làm cho gì Da nó nhờn đi Đúng không Thường cái tuyến như vậy Cái tuyến bã này nó chịu tác động rõ rệt nhất Của cái yếu tố gì nổi tiếng ha đó à androgen rồi estrogen rồi đó mình thấy bắt đầu tới lứa tuổi tuổi mà dậy thì thì da bắt đầu nhờ ha nhờ là do nó tác động lên cái tuyến bã này da nhờ rồi cái androgen nó cũng tác động lên cho cái, cái 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 vùng cái cổ cái chỗ mà 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 tuyến bã này nó đổ ra ngay, ngay, chỗ da đó mình thấy tuyến bã với lại cái 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 cái, cái cổ lăng long nó 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 đổ ra chung một cái lỗ đúng không thì nếu trong trường hợp nó làm cho nó cái sừng quá chỗ cái này, tế bào sừng nó đây, thì nó làm cái nút chặn đây, làm cho cái cái dịch bã nhờn nó ứ lại đây và nó gây tình trạng viêm Nó gây ra cái bệnh gì? Mụn trứng cá, đúng không? Bài đó mình sẽ mà, mà học mụn trứng cá là liên quan đến cái tuyến bã nhờn này nhiều. Cái tuyến này nằm ở đâu nhiều? Thường tuyến bã nhờn nằm ở đâu? Những vị trí mà nổi mụn, đúng không? Như mặt, ngực, có vùng, uh, vùng lưng, giữa hai cái bã da ha, đó là những cái vị trí mà thường mà gây ra mụn trứng cá, đây là cái tuyến bã nhờ. Thì tóm lại, thì trong cái phần da này á, thì nó có ba cái cái phần chính, đó là cái tuyến mồ hôi nè, rồi cái cái lông năng lông nè, rồi cái tuyến bã nhờ. Đó là cái một cái, cái những cái thành phần chính của da. Rồi mình nói về cái phần phần hạ bì phần hạ bì thì nó chỉ đơn thuần là nó có những cái toàn là những cái tế bào mỡ thôi mấy bạn hiểu không tế bào mỡ đó tế bào mỡ đây là cái vùng này vùng này là vùng hạ bì nó có những tế bào mỡ và giữa các tế bào vỡ này có những cái vách ngăn với nhau thành từng có ô ô và còn cái hệ thống mạch máu và thần kinh thì nó đi ngang đi trong các cái 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 mắt cái, cái vách đó để nó nuôi dưỡng cho mô mỡ thì mô mỡ mình biết rồi đó là chức năng để mà bảo vệ cơ thể ha À, bảo vệ ví dụ như mình té xuống thì nó giống như cái tấm tấm đệm đó, để đàn hồi vậy đó không làm cho khỏi tổn thương có có mô bên dưới rồi nó mua mô mở này nó cũng tác dụng là để dự trữ năng lượng ha vân vân đó là mô mở đó thì thì chính của lớp ba gia mình nhắc cho mấy em về cái giải phẫu có ba cái lớp đó thì đây là cái hình của một số cái cấu trúc của hồi nãy giờ mình nói về cái năng lông đó ha năng lông thiên bả đó đó thì mình có năng lông này á thì mình thấy á, trong cơ thể mình chỗ nào cũng có lông hết đúng không năng lông hết trừ ở đâu lông bằng tay bằng chân và là 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 không có thôi và lông này nó lông tóc nó phát triển theo cái chu kỳ kỳ tăng trưởng ha chu kỳ tăng trưởng đây thì đa phần á thì cái 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 cái, này á, cái, cái cái cấu trúc của thăng lông là nó có những cái cái tế bào sừng đa cơ bản của nó tế bào sừng và ở cái vùng này cái vùng tăng trưởng á, thì nó nằm ở cái vùng hành lông này đây là những cái tế bào mầm giống như cái tế bào đáy vậy đó và nó 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 biệt quá và nó tạo ra cái cái lông ở ngoài nó bị bị sừng quá là những ra ngoài cùng là những cái tế bào sừng và nó chết đi như vậy thì cái lông tóc mình thấy lông tóc tóc mình nó có nó nó nó, nó, nó thời gian của sợi tóc nó bao lâu bao lâu mình thay tóc một lần tóc có thay không cái tế bào năng tóc nó có thay được không ừ. tức là cái sợi tóc mình đúng không nó mình sinh ra tới biết nó dài đi hay là nó sẽ rụng đi cô lâu nó rụng đi ừ. Ừ. ví dụ như tế bào mà thượng bì tế bào lớp bì thì khoảng tầm tầm khoảng một ba bốn tuần nó thay thay mới một lần đúng không còn tóc bao lâu nó thay mới một lần ừ. đó tóc mình nó cũng có chu kỳ thay đổi thường tầm tầm khoảng 3 năm ba năm là nó thay sẽ thay đổi trên đầu mình có khoảng bao nhiêu sợi tóc bạn nào biết ừ. thì người tử ước khoảng từ 120 000 đến 150 000 sợi tóc đối với một người bạn nào không tin về nhà đếm thử ha <laughs> đúng không và cái sợi tóc nó sẽ thay mới thường xuyên tầm tầm khoảng 3 năm nó thay đổi đổi một nó 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 thay, nó thay đổi một lần như vậy có thể nó thay đổi cái ào rồi nó hết cái rồi nó mọc trở lại không tự nhiên đến một ngày cái mình rụng hết cả tóc cái rồi bắt đầu nó mọc lại hay không mà nó thay thế một cách rất là tuần tự tuần tự đúng không biểu hiện bản gì mỗi ngày mình chảy đầu mấy bạn có chảy đầu không chảy tóc không nó có có sợi tóc rụng không đếm thử bao nhiêu sợi à. một ngày mình rụng khoảng năm trên dưới năm chục sợi là bình thường mấy bạn hiểu không năm năm trên dưới năm chục sợi à. đó là cái sợi tóc mất đi đó thì đồng thời sẽ có năm cộng trừ năm chục sợi nó sẽ thay thế năm chục sợi nó thay thế cái sợi tóc mà rụng đi đúng không cứ 3 năm nó ta tóc nó thay đổi một lần đó, 3 năm nó thay đổi một lần nó thay đổi tuần tự tuần tự nhau nó 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 lâu đó, đó. như vậy đó là gọi là người ta gọi đó là hiện tác hiện tượng là rụng tóc sinh lý là sự thay đổi của tóc đúng không đó mình cứ lấy một ngàn một mình chia cho bao nhiêu một ngàn ngày chẳng hạn đó. ví dụ mình bao nhiêu ngày đó nó sẽ mình tính ra cái thời gian sống của sợi tóc đó, đó và cái tóc này là nó ảnh hưởng của rất là nhiều yếu tố ha yếu tố đó ví dụ như là của các yếu tố nhiều nhiều nhất là liên quan đến yếu tố nội tiết ha rồi một đó, đó. mình thấy những cái rụng tóc androgen đó ha rụng tóc mà gọi là rụng tóc khói đầu á cũng rụng, rụng tóc androgen là do tác động của cái androgen này nó gây cái 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 làm cho cái teo cái năng tóc nó gây ra cái chứng hói đầu đó và cái lông cái tóc thì nó có cấu trúc giống nhau nha mấy bạn đây là cái cấu trúc sợi, sợi lông rồi có móng có móng mình thấy có móng thì đây là cái cấu trúc đầu tiên đây là cái phiến móng ở trên là một cái tê miếng tế bào sừng nó, 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 nó tế, tế bào nó đã chết rồi đúng không ở trên nó bảo vệ cho cái móng ở bên dưới ha, cái móng ở bên dưới rồi cái móng này, ở trong này mình gọi là góc móng nè rồi bờ men của móng cái này là bờ tự do thì đó là cái 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 những cái 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 mờ cái, 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 mò, cái mò. và đặc biệt ở đây chỗ này mình thấy trong này nè đây là cái mầm sinh móng cái mầm sinh móng ví dụ như mình bị tổn thương mình rút cái móng này ra đi thì vài bữa cái móng nó có mọc lại không mọc lại bởi vì cái mầm này nó nằm ở đây tiếp vào mầm nó là mềm mấy bạn hiểu không đó đó ví dụ trong trường hợp mà mình tổn thương mà mình tổn thương ở trong cái này hủy cái mầm sinh móng ở trong này móng mình nó mắc cái mình rút cái móng ra xong vài bữa cái móng ở trong này nó cũng mọc ra nó tế bào sừng nó mọc ra nha đó đó vì ví dụ như mình thấy có một số người á nó bị có những cái bệnh gọi là móng móng chọc thịt á thì cái móng nó quặm vô trong thịt á mình cắt ra xong rồi cái móng đó mình thấy bữa nó mọc ra nó vẫn châm vô thịt thành thử khi mà phẫu thuật á thì người ta cắt cái bờ bên của móng ngoài cắt cái móng đó người ta cắt luôn cả cái mầm sinh móng ở trong này thì khi nó mọc ra nó không chọc vô trong thịt được nha cái phần đây là cái 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 mầm sinh móng đây là chỗ này mình cái cái phần mà mình thấy chỗ này gọi này là cái liềm móng. Nha, đây là cái móng. Đó là uh, giới thiệu cho mấy ba bạn uh, qua về cái giải phẫu của da ha cũng như là cái này mình đã học rồi. Thì thầy uh, trong uh, nói thêm về những cái giải giải phẫu mà nó liên quan đến một số cái bệnh lý về da bây giờ cái nói về cái chức năng sinh lý và sinh hóa của da sinh lý của da thì mình đầu tiên là mình nói về cái chức năng bảo vệ thì hồi nãy giờ mình cũng đã nói rồi tức là bảo vệ dưới tác động của sang trắng cơ học đúng không rồi nó bảo vệ tác động của những yếu tố môi trường bên ngoài yếu lý hóa là do cái lớp bảo vệ đầu tiên lớp cơ học của lớp tế bào sừng ở ngoài mình đó và bảo vệ ở trong là những cái ngay cả cái pH của da nó cũng bảo vệ cơ, cái 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 uh, đó có pH của da nó cũng uh, bảo vệ da của những cái tổn thương hóa chất ngoài ra trong cái da mình đó thì nó có các cái cái men ví dụ như lysozym hay là leucotaxin vân vân cái này á, thì nó có tác dụng là nó diệt vi khuẩn chống vi khuẩn nói chung là bảo vệ dưới tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài ngoài ra da mình nó bảo vệ cơ thể là bằng cách nó điều hòa cái 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 cái, cái, cái dịch mắt trong cơ thể đó, ha đó đó là bảo vệ, là tức thứ hai là chức năng điều hòa thân nhiệt. Điều hòa thân nhiệt mình biết rồi, tức là nó sẽ bài tiết mồ hôi ha, việc bài tiết mồ hôi bằng hiện tượng là là vặn mạch. Đó, để mà khi mà trời nóng thì bài tiết mồ hôi làm cho cơ, cơ thể nó mát đi, và ngược lại trời lạnh thì nó hệ thần kinh thực vật nó co mạch để mà nó giữ nhiệt. Làm cho da mình nó sẽ thường nó khô hơn, đúng không? Đó mình để ý nó giảm tiết mồ hôi da mình nó khô hơn. rồi đó thì cái chức năng bài tiết như cái tiếng mồ hôi mình cũng đã nói rồi ha thì mấy bạn trong này nó gồm có những cái thành phần này. đó rồi còn cái chức năng bài tiết tuyến bã tuyến bã mình thấy những cái yếu tố làm tăng tiết như androgen nè testosterone nè hóc môn hướng sinh dục nè và progesterone liều cao là những cái hóc môn thường những cái hóc môn này nó tăng sinh ở trong cái lứa tuổi mà bắt đầu dậy thì nó làm tăng tiết bã nhờ làm cho cái cái lỗ cổ chỗ cái cái lỗ tiết của chất bã ra ngồi da nó bị cái sừng đi nút sừng nó tăng sinh người ta gọi là sừng quá cái cổ năng lông làm cho cái cái cái, nó ứ động cái chất tiết lại nó gây ra tình trạng muộn trứng cá đó là tiếng bã nhờn ngoài ra thì có cái cái cảm nhận chức năng cảm giác đúng không khi có thể mình mình đụng vô cái đó vào cái vật đó mình biết nó là trơn láng hay là thô ráp là có thể xúc giác nóng lạnh biết đau đồ vân vân thì đó là cái chức năng về cái cái cảm giác đó cảm giác và chức năng nữa là tạo tạo sừng và sản sinh ra melanin mình cũng đã nói rồi cái melanin là nó bảo vệ cơ thể cái tế bào melanin nó có khác nhau không giữa cái các chủng tộc người khác nhau không ví dụ như người da trắng người da vàng người da đen khác nhau không mấy bạn số lượng của nó có nhiều hoa có khác nhau không thì người ta thấy rằng á cái số lượng cái mật độ của melanin á, tế bào melanocyte á, trên một một trên 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 mà một cm vuông da thì thường nó không có thay đổi theo chủng tộc à, thì thường người ta tính là nó khoảng từ trong khoảng 1.150 khoảng khoảng đó khoảng khoảng trên 1.000 đi cho dễ nhớ tế bào đà, tế bào đáy thì xen kẽ đó mình có một cái melanocyte à, thì nó nhưng mà sao có người da đen có người da trắng ừ. thì cái melanin nó có hai cái loại e melanin và pheo melanin à cái người e melanin nhé cái tiếp e melanin là những cái tiếp là người nó làm cho da mình sậm màu còn cái pheo melanin là cái da sáng màu nó đều sản xuất ra cái melanin hết nhưng mà nó có hai loại melanin khác nhau Ha. ví dụ như một số cái thuốc á, mình uống vào á, ví dụ như là Chitin, tinh chẳng hạn thì nó sẽ chuyển cái đường tức là từ cái 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 tyrosine tác động của cái men tyrosina rồi nó thành dopa rồi dopamine và sau đó nó tổng hợp ra cái melanin khác nhau thì một số thuốc mình sẽ uống mình sẽ khi mình dùng đường uống hoặc đường bôi á, thì nó sẽ tác động lên nó sẽ làm cho hướng melanin sản xuất theo cái hướng phê melanin thành thử cái da mình nó sáng màu hơn ngoài vấn đề ức chế ra thì nó sẽ đó, đó thì à, à, vừa rồi thầy trình bày cho mấy em xong cái phần là giải phẫu học của da và sinh lý của da thì cái cái phần này thực ra mình cũng đã học hết rồi ha thì hôm nay thầy chỉ nhắc lại trong bài học nó cũng có cái bài học hôm nay chỉ nói thêm những cái vấn đề liên quan vì đến cái giải phẫu cũng như sinh lý sinh hóa trong cái chuyên ngành da liễu ha thì à, mấy em có câu hỏi gì à? à? mời em thường cơ thể vào nó cơ thể nó sẽ bị hiện tượng thủy phân đi và cơ thể nó hấp thu vào rồi nó mới tổng hợp được ừ. thì quá trình dị hóa rồi quá trình đồng hóa của cơ thể mình hấp thu vào nó sẽ tổng hợp ừ. Ừ. Đó, thì thì tất tất nhiên là không phải mình ăn cái gì vào thì nó bổ cái đó đúng không ví dụ như mấy bạn Ví dụ như cỡ mấy bạn cũng chưa nè ăn collagen vào nó đâu có 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 đồng hóa được ví dụ mình đầy đủ được cơ thể mình nó có hệ thống nó điều hòa thì cái cái collagen vào cái quá trình qua quá trình thủy phân thì bắt đầu nó hấp thu và nó đồng hóa nó tổng hợp, ha.